Lên 6 tuổi, cha mẹ của em Bùi Văn Duy chia tay. Vậy là hai anh em ở với mẹ. Bao năm qua, chị Huỳnh Thị Lương Y cố gắng đi làm công nhân kiếm tiền lo cho các con ăn học. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, đồng lương công nhân không đủ chi phí, nên em Bùi Văn Trung và Bùi Văn Duy học hết phổ thông, không học tiếp mà tìm công việc làm. Trước đây Trung đi phụ hồ, còn Duy thì phụ việc cho một xưởng cơ khí. Chăm chỉ lao động, mong ước của hai anh em là vài năm nữa sẽ lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên vào giữa năm 2023, Duy thường xuyên bị sốt, cảm thấy cơ thể mình có nhiều chuyển biến lạ. Sau khi lên bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thăm khám, Duy mới biết mình bị suy thận giai đoạn cuối. Mình phát hiện ra lúc con bị bệnh tới giờ là khoảng được bao nhiêu lâu rồi chị? Dạ, một năm. Một năm là mình duy trì thuốc từ đó tới giờ luôn hả? Dạ. Chắc là con nó cũng có những cái biểu hiện bất thường như thế nào ha? Dạ, lúc ban đầu thì nó đau đầu. Con mới đi lên Đại học Y Dược đó, khám. Thì nó huyết áp là 220. Chị xét nghiệm máu ra thì nói là suy thận kỳ cuối rồi. Dạ. Giai đoạn cuối đoạn năm luôn rồi. Thì nói chung lúc đó thì em cũng bụng đủng tay chân rồi. Yeah. Rồi xong khi mới là nhập viện thì không có tiền. Yeah. Tại vì không có bảo hiểm, không có tiền nữa. Rồi mới đưa về đây. Mới vô xin cô Mạnh á. Là xin lên trong xã là mua bảo hiểm. Yeah. Thì trong xã cũng cho cấp được cho Duy một cái bảo hiểm miễn phí. Còn anh của Duy thì sao? Khi mà biết em mình như vậy, có chia sẻ gì giúp đỡ, phụ đỡ gì, chắc không phải cố gắng dữ lắm. Trong vòng có một tháng thôi thì em nó vậy thì nó cũng vẫn đi làm phụ cho mẹ để lo cho em. Rồi khi nó đi làm thì bị tai nạn xe, nó gãy cái chân. Thì trong vòng một tháng rồi nó xong rồi em xong tới anh. Rồi lúc đó là vừa ra là điện trường là em muốn nhảy cầu thôi, em muốn sống. Khó khăn nó ập tới một dạ. Lúc. Cái thằng nhỏ nó nói thì mẹ cứ bình tĩnh đi, thì vừa lo cho anh, đưa anh trước bệnh viện trước đi, với em suy nghĩ nãy giờ mình mà chết thì bỏ hai đứa cho ai. Dạ. Ai lại lo cho nó. Em suy nghĩ giờ mình buông tay á, mình xui thì được rồi, bản thân mình được rồi, còn hai đứa con mình thì thế nào. Cũng biết là hoàn cảnh gia đình của mình cũng neo đơn á, rồi ông xã với chị thì không ở chung với nhau cũng lâu rồi. Nhưng mà khi mà con xảy ra biến cố như vậy, con bị bệnh rồi, bị tai nạn như vậy thì ảnh có thăm hỏi hay là chia sẻ gì với chị không? Dạ có, ảnh cũng đi làm, ví dụ như là ai thuê gì làm đó, nhổ cỏ hay làm gì. Thì ai làm bước gì ông làm thì ông gom góp, tức bao nhiêu thì ông cho thằng này bao nhiêu. Dạ. Tại vì nó làm một năm trời rồi, đâu phải mới đi đâu. Rồi nói chung là ông có cái gì ông cho cái đó. Có nghĩa là vợ chồng không có ở được với nhau nhưng mà vẫn phụ đỡ để dạ. Chăm con đó chị. Nó nằm ở nhà vậy thì em cũng đi làm được. Dạ. Đi làm công ty đây thì người ta cũng thông cảm, phải biết con mình đâu. Con mình khỏe thì mình đi làm, con mình bệnh thì mình nghỉ. Dạ. Nói chung một tháng thì em đi làm được nửa tháng thôi. Mình làm công nhân á chị hả? Dạ, đông lạnh kiếm ở đây nè. Dạ. Cái nguồn thu nhập bây giờ hiện tại lại có mình chị đi làm mà mỗi tháng chắc được không có đủ tháng gì. Dạ, nếu mà em đi làm thì một tháng chừng 3 triệu bạc. Tức là sức khỏe của Duy thì bây giờ là một tuần phải đi chạy thận mấy ngày như vậy? Dạ, 3 ngày. Dạ, rồi còn anh của Duy thì sao? Cái chân của con nó có phải mổ lại hay như thế nào không chị? Sắp tới làm sao nha? Dạ, nó mới mấy tháng đây thì bắt vít. Thì không biết thì như thế nào mà bây giờ cứ nói chung là cũng nghèo, chưa đi khám lần nào. Mình không dám đi khám. Dạ, mình không có tiền. Tại vì từ lúc mà nó xuất viện tới giờ chưa tới khám lần nào. Nói chung thấy mẹ lo cho em vậy, nó không dám rên, không dám nói gì. Tự lực nó, tự nó biết bản thân nó. Nó vừa mới đi làm Sài Gòn được tuần. À, có nghĩa là bữa nay con cũng phục hồi lại được, ổn ổn là đi làm phụ mẹ. Dạ, mới đi lên Sài Gòn làm tuần lễ. Nhưng mà nó cũng giờ dướng vô cái giai đoạn là suy thận giống em nó. À, có nghĩa là anh của Duy bây giờ cũng bắt đầu suy thận luôn. Dạ. Mình khám chưa chị? Khám với bệnh viện Bà Rịa luôn rồi. Suy thận nhưng mà ở đoạn giai đoạn nào chị? Mới giai đoạn 1. Rồi mới qua Lam Sơn ở thuốc Nam á. Dạ.
rồi em về sắc cho nó uống ở nhà thời gian rồi bây giờ nó đi làm. Từ một thanh niên đang khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, bỗng dưng đón nhận hung tin, bị bệnh hiểm nghèo. Điều đó khiến cho tinh thần của Duy gần như suy sụp. Em trai bị bệnh, trong nhà chỉ còn mình Trung là lao động chính. Nhưng cũng vào năm 2023, trong một lần đi làm về, chẳng may Trung bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn làm Trung gãy chân phải và mất sức lao động kể từ đó. Khi chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thăm nhà của hai anh em Duy và Trung trong một xóm lao động nghèo thuộc thôn Cát Hải, xã Tân Hải, chị Lương Y, mẹ của các em cho biết căn nhà này là nhà tình thương do nhà nước trao tặng từ nhiều năm trước nên nay cũng đã xuống cấp. Khi cùng lúc hai con, người thì suy thận, người bị tai nạn giao thông, cuộc sống gia đình gần như rơi vào bế tắc. Hiện nay cứ mỗi tuần 3 lần, chị phải đưa con về bệnh viện Bà Rịa chạy thận nhân tạo, không thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Duy. Mỗi đợt đi như vậy tốn từ 500.000 đến 700.000 đồng. Trong khi đó công việc của chị không ổn định, ngày có ngày không nên khiến chị vô cùng lo lắng. Bây giờ em thấy cái mớ thuốc này của Duy đúng không chị? Dạ. Yeah. Nó nhiều như vậy, cái bao nhiêu đầy thuốc là mình uống bao nhiêu lâu? Dạ một tháng. Có một tháng mình phải đi lấy thuốc một lần? Dạ một tháng lấy một lần. Rồi ngoài cái uống thuốc là một tuần là phải đi chạy thận 3 lần nữa. Dạ. Rồi con ăn uống rồi cũng phải kỹ rồi kiêng khem á chị hả? Dạ nói chung là ăn lạc, ăn kiêng, kiêng đủ thứ, kiêng nhiều lắm. Kiêng cả uống nước luôn. Hồi lúc mà con nó bị bệnh tới giờ rồi xong lại một tháng rồi lại con lớn lại bị tai nạn nữa. Mà kinh tế nhà mình như vậy thì không biết là mình có phải vay mượn gì không chị? Dạ có. Con em nó có sổ đỏ bên nhà nó nè. Tại vì đất này là đất hai chị em chung một cuốn sổ đỏ. Dạ. Thì nó nói chung em nó cũng đi vay đi mượn. Thì nó cũng trang trải đầu này đầu nọ. Chứ đâu cũng làm cũng đủ là tiền rồi để lo cho con. Dạ. Mỗi tháng hiện tại bây giờ mà chi phí thuốc thang hoặc là đi lên bệnh viện đi xuống như vậy chạy thận cho con đó, nó khoảng hết bao nhiêu tiền chị? Dạ nói chung là cái chi phí một tháng của nó là cả 10 triệu lận. Ồ. Chứ không phải ít mà ăn nhà ăn tiêu xài rất là tiện. Đôi lúc nhà mấy đứa em nó đi làm vậy có cá có đồ nó cho ăn. Chứ trường hợp là Duy nó không được ăn cá biển có đồ thì em mua thịt mua đồ cho nó ăn. Dạ. Tại vì nó chỉ ăn thịt heo gà thôi, còn ngoài ra ăn thì cũng được. Biết là nhà mình đang rất là nhiều cái khó khăn như vậy, nhưng mà gì thì mình cũng phải cố gắng để mạnh mẽ, tại vì còn hai đứa cũng cần phải có người chia sẻ gánh đỡ cùng với nhau, mỗi người cố gắng một chút một để cùng nương tựa với nhau với chị ha. Mong rằng là thông qua chương trình hôm nay thì có thêm những cái tấm lòng hảo tâm biết đến cái hoàn cảnh của mình. Cứ từ từ, từng bước một, mình ổn định sức khỏe cho con. Rồi cả nhà mình, cuộc sống nó sẽ dần dần ổn định trở lại chị nhé. Dạ. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với đại diện chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đến tổ 10 thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ để thăm và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình của chị Huỳnh Thị Lương Y cũng như là trao phần hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe cho em Bùi Văn Duy là con của chị Lương Y. Tham gia cùng với chương trình về phía chính quyền địa phương xin giới thiệu chị Phạm Thị Hằng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Các hội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm tham gia cùng với chương trình hôm nay xin giới thiệu đại diện cho nhóm Cội Nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, đại diện nhóm Vòng Tay Nhân Ái, đại diện nhóm Tình Người Long Sơn, đại diện gia đình anh Thiện Phước và chị Tập. Xin giới thiệu sự hiện diện của chú Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tham gia cùng với chương trình cũng như là gửi phần hỗ trợ đến cho gia đình của chị Lương Y. Đầu tiên xin mời phần hỗ trợ của nhóm Cội Nguồn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, mời chị Tho. Đại diện cho nhóm Cội Nguồn thiện nguyện ở xã Phước Tỉnh có một chút tấm lòng quyên góp của Mạnh Thường Quân và cũng trong nhóm Cội Nguồn cũng như nhà hàng 88 gửi cho mình chút thông cả để nó chữa trị bệnh tật cho gia đình và cho con có cuộc sống tốt hơn. Dạ, em cảm ơn nhóm Mạnh Thường Quân đã tới hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình em.
Cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của nhóm Vòng Tay Nhân Ái Bà Rịa Vũng Tàu. Mời chị Thảo. Biết cái hoàn cảnh của hai cháu với chị như vậy thì nhóm có kêu gọi sự chung tay của Quý Mạnh Thường Quân gửi cho em Duy số tiền 9 triệu để mà có để điều trị bệnh ạ. Dạ, em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân ở Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ yêu thương cháu và gia đình em, đỡ gia đình em. Tiếp theo xin được mời phần hỗ trợ của nhóm Miễu Bàn Ngũ Hành Long Sơn ạ. Em cũng đại diện cho nhóm Miễu Bàn Ngũ Hành Long Sơn với các Mạnh Thường Quân gần xa đến đây hôm nay là trước là thăm hỏi sức khỏe gia đình của chị, sau nữa cũng trao tặng số tiền của Mạnh Thường Quân đã đóng góp chia sẻ yêu thương giúp đỡ cho cháu Di với một bao gạo của nhóm Miễu Bàn Long Sơn gửi đến gia đình chị. Dạ, cho em cảm ơn Miễu Bàn Long Sơn. Mời phần hỗ trợ từ phía gia đình anh Thiện Phước ạ. Dạ. Tiếp theo xin mời phần hỗ trợ của chú Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Cô Bị. Chúc các cháu ngồi hồi phục, gia đình được hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến gia đình mình số tiền ủng hộ của các hội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm, và cũng mong rằng là với cái sự chia sẻ này thì gia đình mình sẽ có điều kiện để lo cho sức khỏe của Duy cũng như là cả cuộc sống của cả gia đình chị ha. Gia đình em, mẹ con em cảm ơn Mạnh Thường Quân và đài truyền hình ở đây đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn gia đình em. Em cũng cảm ơn và chúc Mạnh Thường Quân và đài truyền hình có nhiều sức khỏe để chăm sóc những nhà nghèo hoàn cảnh khó khăn như gia đình em. Và em cảm ơn rất nhiều. Nắm bắt thông tin thì chị Huỳnh Thị Lương Y là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì biết hoàn cảnh của gia đình chị. Có hai cháu bị bệnh như thế thì cũng được kết nối với lại chương trình kết nối yêu thương. Thì cũng hôm nay thì cũng đến để có những phần quà chia sẻ những lúc khó khăn của gia đình chị. Để thay mặt chính quyền địa phương cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của chương trình cũng như là các Mạnh Thường Quân. Thì cũng chúc các Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc và thành đạt trong công việc. Hỗ trợ cho em Bùi Văn Duy ở tổ 10 thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị suy thận. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và hội nhóm từ thiện. Nhóm cội nguồn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 2.500.000 đồng. Cô Phạm Tô Châu ở thành phố Vũng Tàu 2 triệu đồng, anh Nguyễn Quốc Bảo ở thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng, nhóm Tiến Đạt ở thị xã Phú Mỹ 1 triệu đồng, hội từ thiện Vì Tấm Lòng thành phố Vũng Tàu 8 triệu 500 ngàn đồng, anh Điệp Bảo ở thành phố Vũng Tàu 300 ngàn đồng, chị Ngân Nguyễn ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền 500 ngàn đồng, hội thân hữu thành phố Vũng Tàu 3 triệu đồng, cô Thu Huyền, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa 500 ngàn đồng, chị Thanh Hoa ở thành phố Vũng Tàu 500 ngàn đồng, chị Phan Thị Kiều ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 300.000 đồng, đoàn thanh niên đường ống khí Nam Côn Sơn 1 triệu đồng, anh Trần Mân ở huyện Châu Đức 200.000 đồng, cô Hà Thị Ngọc Thơ, giáo viên trường trung học phổ thông Trần Văn Quang 200.000 đồng, một Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000 đồng, các Mạnh Thường Quân do chị Mini Nga vận động 1.400.000 đồng, nhóm Vòng Tay Nhân Ái thành phố Vũng Tàu 9.200.000 đồng, hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hải 400.000 đồng, chị Ngô Thị Tập ở thành phố Vũng Tàu 1 triệu đồng, anh Thiện Phước ở thành phố Vũng Tàu 500.000 đồng, nhóm Miễu Bà Ngũ Hành Long Sơn thành phố Vũng Tàu 2 triệu đồng và 25 kg gạo, nhà hàng 88 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 500.000 đồng, chú Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức 500.000 đồng, khán giả Lê Nghiệp 500.000 đồng, chị Nguyễn Hoàng Ngọc ở thành phố Bà Rịa 1 triệu đồng. Thưa quý vị, với hoàn cảnh gia đình của chị Lương Y và quan trọng là sức khỏe của em Duy, chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều sự chung tay hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong là sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ từ quý vị dành cho gia đình của chị. Và mọi sự giúp đỡ tiếp theo thì xin quý vị gửi về địa chỉ gia đình chị Huỳnh Thị Lương Y ở tổ 10 thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoặc quý vị cũng có thể thông qua chương trình kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút thứ tư và phát lại vào lúc 9 giờ 40 phút thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi và chia sẻ cùng với các nhân vật của chương trình. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin được khép lại. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.